Chào tất cả các anh em nhá. Hôm nay em sẽ lổ con máy quay chai 310 cho anh Lâm ở Đà Lạt. Đà Lạt à? Quảng Nam à? Anh ấy đi xe từ Quảng Nam ra đây mua con máy quay chai của em nhá. Ông anh kỹ quá, xem 10 con máy mua mới chọn được một con này. Anh Lâm ở Quảng Nam Đà Lạt. Máy lổ ngon êm ru nha anh em nhá. Anh ấy là thợ ấy, kỹ lắm. Máy lổ êm ru không có khói nhá. Kỹ quá. Quay chai 310 máy nguyên zin từ AZ. Dạo này mình bán rất nhiều được cái máy này nhá. Bán được nhiều máy này. Bán mới hôm nay mình phải bán 4-5 con rồi. Bán lẻ cho anh em về lắp xe rồi. Quá êm. Quá chất. Êm nha. Máy êm quá anh em ạ. Ôi rồi. Chất đâu. Ông anh xem máy kỹ quá. Ok cho anh. Rồi. Còn okay, chất chưa? Mời con này ra đây. Xuống thật ông anh thợ 25 nhá, kiểm tra con máy lổ 16 năm rồi. Ghê thật đấy. 16 năm trong nghề là máy chất quá anh em ạ. Mấy 3-4 này em phải bán được 4-5 con máy này cho anh em thay xe rồi nhá anh em nhá. Cực chất luôn nhá. 2.000 đấy anh ạ. Kênh của em 2.000 rồi. Đà Nẵng ấy. Phóng xe tải ra mua máy ấy. Nói chung là Hưng Thịnh là rất là nhiệt tình. Em coi như là đã nổ thử cái máy rồi, bây giờ đến cái công việc là giá cả. Đấy. Giá cả xong xuôi rồi chứ. Đéo nào. Mày, nếu mà anh có muốn trả thêm cho em thì giả thôi chứ đừng bớt. Thôi chào tất cả các anh em nhé, hẹn gặp lại ở video tiếp theo nhé.